Hello Lê Hữu Tiến nha. Chia sẻ. Xe này là SH khác mà. Là SH là thiếu gì? Mưa gió. À, mưa quá nè mà sáng kiểu mưa âm u ấy. Này. Sáng làm cái nồi. Đây. Đây là SH này nữa. Nè. Rồi tiếp tục. Chốt bàn đi sư phụ. Mày sư phụ làm chưa ra được một chốt. SH thiếu gì anh em. Đó. Tiếp tục là cái máy tiếp. Đợi tí buổi trưa. Mới thay cái bình. Xe này chẳng làm gì hết, thay mỗi cái bình điện đây. Mới thay bình điện. Để lâu hết bình. Lại phân tích dữ liệu. Nổ máy luôn. Rồi, xe zin nha anh em, đừng bảo lên cốt. Rồi, lại tiếp tục thử cái nữa coi anh em giúp dùng cái, không phải phê quá ở đây toàn SH. Khách hàng bảo cho tỷ lệ hòa khí cho 14,2, 3,7, 7, 8, 7, 9 mà làm hoài không được. Rồi. Đó, rồi. Coi nhiệt độ nha. Rồi 60 độ C. Chuẩn bị. Xe mới vào thay cái bình nha anh em. Chia sẻ anh em. Rồi 60 độ C. Quay lại trang đầu tiên. Thời gian full 2.2, góc ánh lửa 12 độ. Oxy đẹp. Ồ, tối tiêu nhiên liệu trừ tới 14%. Ngang với con xe Lít và A Black đời đầu. Rồi xe này chắc hơi bị bỏ cò. Rồi anh em vào tiếp tục lại tham khảo. Toàn SH không anh em ơi. Đấy 15. Tối nguyên liệu trừ 15%. Oxy nhảy từ 100 cho tới 8-900. Thời gian full 2.2. Rồi phân tích khí thải. Rồi lại tiếp tục, cái này có 13,0, thua tệ hơn con hôm qua nữa, mới trở rớt xuống 12 nữa rồi.
Rồi, tỷ lệ hòa khí có 12 phẩy mấy cho tới 13,0. Rồi toàn bỏ cò. Rồi. Bỏ bò. Ok, bỏ bò thì em làm chuồng đi Lê Quốc Tiến ơi. Hao xăng rồi sư phụ. Rồi đây anh em giúp dùm chút làm sao để cho lên 14 phải. Nguyễn Đông, Mạn Sa Lộ, Trung Nguyên, Lê Quốc Tiến, Trần Trung. Mới anh em đang xem bổ cho quả sẻ buổi trưa. Chia sẻ lên đủ cho 100 người anh em. Đủ, tiếp tục. Suốt ngày chia sẻ 15 nhóm rồi. Hoàng Chiến, Lê Ngọc Sơn, dân ca ca sĩ Ngọc Sơn hát bài tình ca Vầng Trăng Cô Đơn. Rồi rất mong anh em vào tham khảo giùm em ạ. Rồi cái này toang rồi, cái này nhảy xuống 12 mấy rồi. 13 là kịch, 13.1 là kịch. Rồi anh em nào ok làm sao tỷ lệ hòa khí lên 14 chấm mấy con xe này zin test mới thay bình. Rồi khi nào thay bình mà không phải bình zin không ta? Đó, thay bình. Rồi anh em tăng tay ga xuân dần vào. Tay ga xuân dần trả lời đúng tặng cho 3 triệu tặng theo bộ tài liệu nữa. Đủ toàn SH có 13 phẩy. Trừ 10%. 11%. Rồi chúng ta cùng nhau thoát ra coi cảm biến MAP. Rồi coi điện áp MHV và cảm biến áp suất của hút. Rồi anh em coi dao động điện áp. MAP nhỏ nhất 39 kPa. Hôm qua giờ hôm nay em like là like ba cái live stream. Ba cái live stream và hai xe. Đấy, chưa tối hôm qua giờ này nữa. 10 sửa xe chào anh trai. Rồi có cao nhân nào chỉ giáo cho em tỷ lệ hòa khí lên 14 phẩy không ạ? Rồi. Đây. Những anh em cao nhân mà phân tích dữ liệu bảo là ở trong vòng lập kín là 14,7 trên 1 gram xăng ấy. Đấy, làm sao cho em đạt cái tỷ lệ hòa khí đạt khoảng 14,3,2 đó. Rồi thời gian full vẫn là 2.2.1 2.2. Giờ dao động khoảng 3 khoảng cách 2.0 2.1.
Lấy được 3 triệu của sư phụ chắc rớt nước mắt. Anh Nguyễn Ba em chào anh. Hùng Lê chào anh. Trung Thành chào anh. Khậu Buồn Vì Ai chào anh. Nguyễn Văn Bá chào anh. Nguyễn Văn Hòa. Khánh Mô Tô. Tay Ga Xuân Dần. Anh cứ thay kim phun chất lượng. À, Lê Quốc Tiến rồi, thay phun kim không chất lượng nó lên tận 16 cơ. Đây. Em hiểu không? Em mà thay kim mà không chất lượng vào lên tận 16. Xe này zin test nha anh em. Mở cốp cho anh em coi luôn này. Xe này chưa mở gì luôn. Mất công là bảo mở đây. Được chưa? Zin test. Rồi, con này 2018. Được chưa? Xe người ta ký, người ta dán đề can nha. Xe này còn zin test. Đây, lốc yếc còn đẹp này. Xe này người ta dán đề can. Ok. Đây anh em nhìn thấy nhựa đen không? Xe chủ nhân người ta giữ ký như này là anh em biết rồi. Rồi, tiếp tục hành trình. Anh em có mặt remap, anh em có mặt cộng, trừ thoải mái cũng không bao giờ mà ok được hết. Rồi. Rồi bây giờ anh em bảo nó hao xăng đúng không? Rồi. Nó đang là tỷ lệ hòa khí đang là 13,0 cho tới 12 mấy. Đúng chưa? Rồi bây giờ anh em cứ nghĩ là như vậy là hao xăng. Chúng ta sẽ vào trừ đi đúng không? Rồi vào remap. Thiện chở anh ấy về em. Dạ dạ. Dạ dạ dạ. Ghi số lấy số điện thoại là chở anh ấy về luôn. Rồi bây giờ để cho chắc ăn mọi người bảo hơi tí là hao xăng đúng không? Chúng ta dùng cái máy này để chúng ta hiệu chỉnh, đúng không ạ? Trừ đi này. Ở đây tất cả là RPM 10.500 đúng không ạ? 12.500 là mở mát. Ok, op Epapo, op chức năng bảo mật Sparky. Rồi ở đây là RPM Zin 9.800 vòng cộng trừ. Rồi 234 nha. Nếu xe này nhạt thì chúng ta sẽ cộng lên đúng không? Rồi xe này đang là trừ đúng không? Tới 12-13%. Tỷ lệ hòa khí là 12 phẩy mấy cho tới 13,0. Rồi bây giờ cho như trừ 3 đi. Ok chưa? Đồng ý chưa? Để tí nữa anh em nhớ, bây giờ chúng ta trừ 3 rồi. Coi nó có ok không? Rồi. Rồi ok, bấm em cái ok nào. Được chưa? Rồi, một con xe zin. Ok, bấm em cái ok. Rồi thì bây giờ em sẽ trừ 3 đi. Cho mọi người theo cái mọi người cái mong muốn. Chứ mất công ở mọi người cứ nghĩ là ở cộng. Chắc thằng tay ga này Đình Tuấn này nó cộng 4%. Đúng không? Thì bây giờ trừ đi luôn. Rồi ok ok, cái để em bấm enter. Ok đi. Ok 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 đi. Ok, bao cao su đi. Bao cao su thì ai cũng xài thôi. Không xài thì đẻ chứ có cái gì đâu. Đúng không chú em? Hả? Đúng không? Ok ok nào. Ok ok ok. Rồi enter. Rồi ok. Rồi trừ 3%. RPM 9.800 vòng zin. Tí coi lên 13,5 cho nó 14 không. Nên nhiều lúc anh em phải sử dụng máy cứ hao xăng quá anh em mang trừ. Yeah. Cứ hao xăng quá anh em lại mang trừ. Xem có trừ có ok không. Tân Minh rẻ nhỉ, lót đây phát để cho mấy ông nhìn thấy mất công. Mẹ cầm tay này mỏi quá. Đó.
cầm tay nó mỏi quá, để ở đây cho nó tít tít, coi nó có hao xăng không. Đó, khỏi rung. Đó, ok. OCK. KCO. Dạ, OCK. Anh Nguyễn Tuyên. Ok anh trai, chiều nay em ship hàng hết cho mọi người. Đâu có xem video không? Ờ, người đẹp như Sony. Ok ok đi. Thích thích ok nào. Nhịn cơm trưa để remap cùng anh em. Lại có xe kia hào xăng, hào về. Để bỏ cò tí vào nó bước tiếp. Ngày xưa chú chưa tưởng đâu, ăn ở đây ăn giá những con ao và lắc mà 26 ngày xưa mới ra bị lỗi cái gen rút rút lốc còn lên hơn 1 triệu. Chờ cái xe hồi xưa ngày xưa có mấy xe nó bị lỗi cái gen. Ở trong hết nó đưa đây bổ cho hai bổ hết đây hết bán ra bị lỗi rồi. Chứ không phải là con xe là anh em bảo hao xăng lấy cái máy trừ đi xe xé lợi xăng thì Đình Tuấn đưa cái đầu cho mọi người cắt đá bóng nha. Đồ máy mà anh em bảo để chỉnh được cho nó lợi xăng thì Đình Tuấn đưa đầu cho mọi người đá bóng. Anh em hiểu không ạ? Không phải là cứ hao xăng lấy cái máy trừ được thì thành công, thế thì cần gì phải sửa nữa, đúng không? Cái gì cũng vậy, nó can thiệp vừa phải thôi, nó không thể nào làm được tất cả cho anh em đâu. Rồi, những anh em nào đang xem live thì chia sẻ cho em cái đi, Gia Bảo Mô Tô. Mẹ tay ga Xuân Dần giờ chạy đâu có tiêu nhỉ. Tay ga Xuân Dần cũng im thôi chứ làm gì đâu. Anh em đừng rời khỏi màn hình để xem chúng ta coi kết quả cuối cùng và chúng ta sẽ nghỉ ăn cơm. Đừng rời khỏi màn hình nha anh em. Rồi trong thời gian đang xem live thì chia sẻ. Rồi anh em nào mua smart tool thì comment inbox luôn, giá ưu đãi nhá. Tặng quà, phần quà hấp dẫn. Tìm đâu. Hà Nội Buôn Đôn. Lái xe gì vào anh? Đi máy bay anh trai ơi, đi máy bay cho nó gần anh ơi. Tụi kia mới đặt vé xong lại hồi, xong ngày mai lại bay tiếp, mẹ thằng lúc thằng lắm tiền. Rồi ok.
nâng cấp phần mềm thành công, tắt bật khóa điện để kết thúc. Rồi, nổ máy. Tiếp tục. Dữ liệu. Ô cha, đủ trừ 5 mới lợi xăng dữ ta. Ngon á. Lại trừ 8. Lại trừ 9, trừ 10 rồi, chết cha rồi. 11. 12. 11, 12 chờ chút cho xe mới độ động cơ. Nhìn nhịp ga mấy cái. Rồi, phân tích khí thải. Rồi, cũng như nhau. Nói chung là vô tác dụng nha anh em. Vớn 13.0. Không có cái linh nghĩa gì cả đó. Vớn tụt xuống 12.9. À, tỷ lệ hòa khí 12 phẩy mấy. Tính ra chúng ta trừ nhiên liệu đi, không đáng kể. Nói chung là không có tác dụng gì luôn. Trừ 3%. Đó là hạ máy tiếp thôi. Rồi hạ máy tiếp. Hụt ga không? Hao xăng không? Kêu ghê mà. Hả? Ờ, báo lỗi gì vậy? 1 2 3 4 5 6 7. Xe báo lỗi. Nhiệt độ cha rồi. Ờ, báo nhiệt rồi. Để cho mình ra kia, bỏ máy tiếp. Kia vô góc kia không vô, hỏi quay ngang được. Thôi hạ máy, tắt máy. Tắt máy. Ôi trời, nó kêu như mấy gạo mà. Sắp rớt máy ra ngoài rồi. Lại làm máy tiếp. Rồi, thì tất cả chúng ta trừ, trừ 3% đi. Rồi, cũng chẳng có linh nghĩa gì nha. Nó vẫn là 12.9 cho tới 13. Tay ga Xuân Dần vào comment góp ý em cái. Rồi. Rồi, xe mở ra hết nhất. Giờ phải làm sao anh em? Bốc khói luôn. Đổ hết sạch nhất đây này. Rồi. Nha. Đổ khét chứ rồi. Trời, đi đổ không thấy nhớt mà. Rồi làm máy đúng nơi như xe này mà 10 năm mà chả làm máy. Đổ lại 26, 28. Ôi ăn cơm đi rồi ra máy. Đổ đứt dây cả miếng nhiệt à? Hay hết nước ấy? Hết mẹ nước luôn rồi. Hả? Mở cái phụ như này cho yên à. Khô. Hết nước à? Ừ.
Hết à? Nóng quá mà. Đồ quá chạy bốc khét mà, bốc khói mà. Rồi hết nước. Đồ báo bảy nháy liền. Nóng quá mà anh em hiểu không? Đồ nóng quá mà, báo nhiệt ngay, hết nước. Quá nóng luôn. Đổ khét lẹt, trời mưa này đi con xe đứng gần đây khét ghê rồi. À, đi nhớt nhào nước không thay, lại tốn 3 triệu nữa. Rồi gọi anh ấy bảo xe hết nước, hết nhớt. Tao số điện thoại số nhiều là tiếp tiếp gọi tao hỏi em à. Hãy đưa số sai. Không ra sao hết anh em. Chẳng nói lên được điều gì cả. Rồi về zin. Mắp gốc. À. À. Anh Đỗ Văn ơi, Đỗ Văn vô comment rồi em trả lời cái câu này đúng giúp em cái, em gửi 3 triệu uống cà phê anh trai ơi. Đỗ Văn Thăng. Yeah. Bây giờ con xe này em về mắp gốc nha. Rồi anh chờ em một chút xíu. Rồi em về lại mắp gốc nha, về lại 1101. Anh giúp em cái ban này cái, ok em gửi anh 3 triệu nạp cạc uống cà phê chơi nhá. Bùa người ta. Anh Văn nghe tiếng em nói bấm em cái comment nhá. Alo alo alo. Đỗ Văn Thăng, Đỗ Văn Thắng nhá. Nhanh lên em ơi, để ăn cơm 80 người đang xem. Rồi lúc này em sẽ về lại cái bảng mắc gốc nho mọi người, 1101. Lúc này em trừ 3% cũng chẳng xi nhê gì cả. Cái này chắc phải trừ 15% quá. Máy mới có 3%. Đủ những anh em nào phân tích dữ liệu chẳng thấy vào trong này comment nhỉ. Đủ im như nhái hết. Mở con xe này tí anh coi phân tích coi nó kêu ở chỗ nào nào. Coi nó hở súp bắp không nha anh em. Bây giờ ok, tí nữa chúng ta phân tích con xe này nó kêu luôn này, ok chưa? Tí nữa chúng ta lấy máy chẩn đoán phân tích con xe hết nhớt, hết nước. Rồi, nhiệt độ hiện tại đang là hơn 100 độ. Để chúng ta coi oxy trong giải hay ngoài giải. Đấy, ok không? Chờ chút, remap con này xong rồi đã. Nhờ em trai tháo anh cái mặt nạ. Xe ở đây thiếu cha gì xe anh em. Đủ SH ở đây nữa này. Con này con hôm qua hôi dao. Đủ thua rồi. Hôi dao thôi. Lấy 3 triệu. Khách hàng đang bảo hết tiền. Tối nay mới lấy không biết có tiền lấy không. Trời mưa quá. Bán máy luôn anh em ơi. Phụng ăn. Anh em nào mua máy có nhiều phần quà hấp dẫn luôn, gửi kèm anh em. Đồng Văn Sĩ.
Comment inbox Zalo có nhiều phần quà hấp dẫn anh em nhé. Máy bản gì cũng có hết nha. Phùng An ơi, liên hệ với em Zalo, em đã ghim cái đường link ở phía dưới, anh trai Tuấn Thần Đạt đấy. Nhá, máy bản gì cũng có, alo em hỗ trợ nhá, hoặc là truy cập vào Zalo 0909 7555 993 anh em nhá, em hỗ trợ cho. Rồi, 4% nữa nhá, 3% nữa thôi. Anh chẳng khá lên được anh em ạ. Chẳng khá lên được. Đâu, nó lên như này ngon này. À, nó lên như nãy ngon nhưng chưa được với khởi động mà. Rồi. Lại thế. Nha. Yeah. Chỉnh tới chỉnh lui thì cũng vậy thôi. Không được cái gì cả. Giờ em qua em chơi con này tí đi. Không được cái gì cả. Mẹ xe máy móc quá trời đây mang biểu diễn anh em mà không có anh em nào chơi cả. Đôi khi nó khá là buồn. Anh em nào mua máy ok nhá, nhiều phần quà hấp dẫn cho mọi người nhá, đọc lỗi. Rồi, ECU không có ma lối, cái này là nước nóng thôi. Yeah. Không phải là đứt dây, nên không có ma lối nha. Cái này là nhiệt độ nó quá nóng, hết nước mà. Chủ nhiệt độ, 130 độ C. Đây là thấy không? Quá nóng mà. Đấy, hết nước. Ồ, ghê thật, 130 độ C. Này thì thôi. Điện tử hại não ghê gớm. 130 độ C. Lúc nãy xe mang vào chắc phải 150 độ C. Đồ phân tích dữ liệu xe này phát thế nào. À, chết máy đột ngột. Đồ mà để đồ mà
Ủa chết. Hết nổ luôn ta. Rồi hết nổ luôn rồi. Ồ, hết nổ luôn rồi. Reset coi nổ không. Rồi chạy vào đây thì được. Bây giờ thì không nổ nữa rồi. Rồi anh em xong rồi, hạ máy luôn rồi. Nóng quá. Rồi. 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 Nếu xe vào mà gặp cái ban này thì bố máy tiền không ra bận nha anh em. Cứ đề như này mà dai nổ, ví dụ mà đèn nhiệt nó không sáng đi. Nếu mà nhiệt độ nó bình thường, đề dai khó nổ này, kiểm tra bơm xăng kim phun. Mô bin tốt bổ máy nhá. Rồi. Cháy máy. Đề nữa là cháy cụ đề luôn. Đó anh em, cặp máy vào để phân tích dữ liệu mà hiện tại nó không nổ nữa là thua rồi. Đó. Cái này thì kiểm tra bình thường một con xe zin đấy, khách hàng dẫn bộ vào như này thì đương nhiên phải kiểm tra bơm xăng, đúng không? Mô bin sơn rồi kim phun. Đó. Cứ như vậy thôi, cứ như vậy bộp bây giờ hết nổ. Đồ. Đó. Toang rồi. Và bây giờ nó mệt rồi, anh em biết tại sao nó chạy rồi, bây giờ vào tới cửa hàng này giờ nó mệt rồi, nó bảo thôi mở. À. Rồi thua. Đấy, cố đề quá à, tí nó hư củ đề nha anh em. Chứ mất công anh em lại nghĩ bảo ừ tại sao Tuấn lại không cho đề nữa. Cúng. Rồi xe này lại 3 triệu nữa anh chị khách hàng. Rồi tí gọi cho anh trai này tầm gọi lại 3 triệu. Rồi cái này tháo ra. Kiểm tra đường nước, bít tông bạc, xúc bắp. Rồi cảm ơn anh chị, bữa giờ ăn xong ngày nào có máy trẻ là được. Rồi đen thôi, đỏ nó sẽ nổ. Bởi vì xe này mình đen thôi. Đen thì chúng ta không phân tích dữ liệu được. Rồi clip live stream đến đây xin phép tạm dừng nhá. Chúc anh em thứ hai đầu tuần sức khỏe. Rồi tạm biệt. Về ăn cơm đây ạ. Ra sao hết.